Dạ rồi, Trường xin kính chào quý cô chú anh chị ạ. Hiện tại Trường đang có mặt ở tại tang lễ của cô bà Đoàn Thị Thao, là mẹ của anh Đặng Hoàng Nam. Thì cái sự việc xảy ra là tối 9 tháng 9, cách đây 2 ngày nha quý cô chú anh chị. Thì là cái chuyện xảy ra là con cắt cổ mẹ ở tại Trà Vinh. Thì trong quá trình cái sự việc xảy ra thì theo người dân và người thân trong gia đình chia sẻ, thì anh này anh nhậu, thì mẹ là mẹ của ảnh lại nhắc nhở, trong khi lúc nhắc nhở thì xảy ra sự việc đau thương này. Thì câu chuyện như thế nào thì Trường mời quý cô chú anh chị mình cùng đi vào trong để tìm hiểu và gặp người thân để kể lại cái lúc mà cái sự việc đã xảy ra nha quý cô chú anh chị nha. Dạ con chào chú. Dạ. Dạ con chào chú. Chú ơi, thì như theo thông tin truyền thông chia sẻ đó, thì cái sự việc là xảy ra rồi lúc 9 tháng 9 rồi 23 giờ hả chú? Thời giấc đó chắc cũng cỡ 12 giờ. Dạ 12 giờ đêm hả chú? 12 giờ đêm. Dạ. Thì cái lúc sự việc xảy ra như thế nào á chú chia sẻ lại. Giấc sự việc thì nó có hai đứa cháu thì nó ngủ phòng bên đây. Dạ. Bà già thì ngủ bên đây. Dạ. Tôi với bà xã tôi thì ngủ trong buồng với bốn đứa cháu nhỏ. Dạ. Thì trong đó nó nhậu về thì nó cũng không có quậy quạng gì hết á. Dạ. Nó giỡn hay là gì đó, cấp đó tôi ngủ rồi tôi cũng không nghe được. Rồi có hai đứa nhỏ thì nó đầu đuôi thì hai đứa nhỏ đó nó đã biết. Dạ. Kêu Cường để kêu. Dạ. Cường ơi. Cường. Thì khi mà nó giỡn với bả hằng sao đó, rồi đầu ra tới đây nó gượt hơi làm gì cái đó, tôi không rành bị. Dạ. Ngủ mà. Dạ. Rồi khi mấy đứa nhỏ nó la lên nó hô cậu Út cắt cổ mày. Dạ. Thì chắc đó là tôi mới là giật mình. Dạ. Tôi nói chắc nó hàng ngày nó cũng giỡn vậy chứ không lẽ nào mà con cắt cổ mẹ. Dạ. Thì tôi trong buồn tôi mở cửa ngủ giấc tối, tôi cũng gài chốt mở cửa chạy ra đây. Dạ. Chạy ra đây thì thấy bà già thì bà quỵ ngay chỗ này luôn, mà bà ngồi. Dạ. Thì tôi thấy máu nó xịt ra. Dạ. Xịt ra là tôi gấp đó bận quần vắng, bận áo thun lá, tôi cũng điếng hồn. Dạ. Mới bay lại tôi mới chụp cổ bả lại vậy nè. Dạ. Chụp cổ đừng cho máu nó ra, thì máu nó xịt quá. Dạ. Thì tôi mới ôm bả vô mình tôi. Ôm cụ tôi vô thì tôi thấy là tình huống nó không xong rồi, máu nó ra quá rồi, giặt đó tôi la lên ở đây thì đâu có ai đâu. Dạ. Mới gán tôi ẩm bả, tính ra lộ có xe nào đó chở đi mai giá rồi lại thôi, chứ mình tính là nó chắc nứt mạch máu rồi vậy thôi, chứ mình cũng không nghĩ mà nó sâu quá bị giặt đó mình cũng điếng hết rồi. Dạ. Ẩm bả ra tới đó thì tay chân tôi nó cũng quể quải, máu nó ra nhiều quá. Dạ. Nó bị trơn. Dạ. Trơn tôi cũng đi không nổi nữa. Dạ dạ. Thì ở đầu mới nhờ cháu bên đây nó điện kêu xe cấp cứu. Dạ. Với công an. Thì công an nó là vừa một chút thì xe cấp cứu tới, thì công an tới là tôi chở bà đi rồi. Dạ. Chở bà đi thì chắc độ nửa đường. Dạ. Nửa đường xuống Trà Vinh thì tôi thấy bà hước rồi chở xuống vô cứu cấp, trong vòng khoảng mười mấy hai chục phút gì thì bác sĩ nói là bà chết rồi. Bà chết rồi. Ừ. Rồi là mấy chở về. Thì chở về đây thì công an bắt em nó đi rồi. Dạ. Thì là cái lúc mà bắt ảnh là bắt buổi tối luôn hay sao chú? Bắt trong đêm đó luôn, bắt liền giờ đó luôn. Dạ. Bây giờ tôi chở xác bả về thì bắt đi rồi. Dạ. Thì còn công an ở lại đông lắm. Ta cũng quay phim chụp hình, ta mai giá đồ cho bả. Dạ. Rồi đàng hoàng, rửa gái đồ cho bả sạch sẽ hết. Dạ. Như anh đó thì khoảng bao nay là khoảng bao nhiêu tuổi hả chú ha? 41 tuổi. 44 tuổi. 41. 41. À, dạ. Ừ, 41. Vậy là ảnh thường là ảnh nhậu hay nhậu nhiều lắm hả chú? Nó nhậu tối ngày à. Dạ. Nó nhậu thì thường thường nó nhậu vậy đó, chứ nó cũng quậy quán đâu. Giỡn vậy đó. Dạ. Mà nó cặp bộ bà không động tĩnh gì hết. Trời ơi. Nó cũng giỡn vậy đó, mình đâu có biết gì đâu. Hai vợ chồng ngủ mà không hay luôn. Nè hai đứa này chứng kiến nè. Hai em nhỏ đây đó. À, nó còn thức, nó coi tình hình. Đó hai đứa này đó. Dạ. Tôi mới hay tôi chạy ra đó. Đó là hai sự việc là hai đứa này. Ok
Rồi anh chào hai em nha. Dạ. À, em ơi thì cái sự việc đó ngày hôm qua đó là nó xảy ra ngày 9 tháng 9 nó xảy ra sao em kể lại giùm anh với. Dạ thì hôm đó là em đang ngồi coi tivi ở trong nhà á. Thì em có thấy cậu em vô giỡn với bà ngoại em thì em cũng tưởng là bình thường thôi, tại bình thường cậu em cũng hay giỡn với bà ngoại em á. Thì xong cậu em mới đi vô nằm ôm bà ngoại em mới kêu mày đi ra đi mày hơi rượu quá à. Xong em mới thấy cậu em đi ra ngoài này. Xong cái con lát cái cậu em ổng đi vô một lần nữa, ổng cũng ôm bà ngoại em một lần nữa. Lần này bà ngoại em bà mới nói là mày á, mày không đi ra thì tao đi. Cái bà mới dở mùng bà đi ra, bà đi tới đây. Thì bắt đầu cái cậu em ổng mới chạy lại, ổng kéo tay lại cái ổng đứng trước mặt bà. Rồi ổng nắm một tay, thì ổng nắm tay này của bà. Còn một tay á thì ổng rút cái dao từ trong túi quần ra. Ổng gạch một đường trên cổ á, là cái nhát gạch đầu tiên thì bà vẫn còn la được, bà lấy tay bà bệnh lại như vậy nè. Xong cái bắt đầu bà mới là kêu cứu, quá ơi chị ơi, Nam nó giết tao rồi, nó cắt cổ tao. Xong cái bắt đầu ổng ghi cái tay bà đang bệnh cổ xuống á, ổng gạch thêm hai đường nữa là lúc này là bà không nói được gì nữa, là chỉ có ọc máu. Là cố tình gạch thêm hai đường nữa hay? Dạ. Là hình như là có thêm một đường trên mặt nữa, tại lúc đó em không để ý, là em thấy như vậy là em quảng quá chạy vô đập cửa kêu dì với Dượng em ra để cứu bà ngoại vậy. Nhưng mà cuối cùng lại không cứu được bà ngoại. Vậy là cái lúc mà chú, đó là người đó chú em đúng không? À tôi á, ông buồn bữa nó chạy ra. Dạ, chạy ra tới đây. Còn cái người mà cắt cổ bà ngoại ra là cậu. Cậu em. Dạ. Thì cậu thì có vợ con gì không em? Dạ có vợ với hai người con gái nhưng mà thôi lâu. Thôi lâu rồi. Dạ. Thì xong là tự nhiên đây nhậu xong rồi vô giỡn với bà ngoại. Dạ. Giỡn với bà ngoại xong rồi cái ra là cái không, mình không biết sự việc nó từ đâu ra luôn đúng không em? Dạ. Lúc có cự cãi gì không? Có cự cãi có trước đó. Có cự cãi nữa. Dạ. Rồi xong rồi chắc có rượu vô rồi ấm ức rồi sao đó rồi mới. Dạ. Là xảy ra đâu cái có rượu vô nữa. Rồi đêm mới sự cố xảy ra vậy. Dạ. Rồi cái lúc đó là tối là khoảng 23 giờ em. Dạ, khoảng 23:54 hoặc là 55. À, là cự cãi trước đó là cự cãi cũng lâu rồi em không? Dạ, cự cãi lúc 8 giờ đêm đó luôn, 8 giờ mấy. 8 giờ đi. Dạ. Cái sự việc mà dẫn đến cự cãi em biết không? Dạ là bà ngoại em á, bà có nuôi hai con cháu á, là cột ở ngoài đó. Rồi á, thường á thì là cổ phim em sẽ cho hai con chó đó ăn. Nhưng mà hôm đó thì bà ngoại em á, mấy bới cơm á, lúc đó là cũng tối rồi, tầm 6 giờ mấy tối rồi. Bà bới cơm á, đem ra đưa cho hai con chó ăn. Cái cổ của em á, ổng đi nhậu ở đâu về á, ổng thấy vậy ổng mới la. Ổng mới nói vú đã con nói vú rồi, đừng có bới cơm cho chó ăn nữa, đã con cho ăn rồi, con mới đi chơi. Cái vậy xong cái bắt đầu bà ngoại mới, cái ổng mới lấy hai cái tô của con chó ăn á, ổng đập bể. Bà ngoại em thấy vậy mới tức, mới la làng lên. Mới nói sao mày làm vậy? Cái xong cái cổ của em mới nói là bà có tin tôi giết hai con chó luôn không? Cái vậy cái bắt đầu bà ngoại mới la làng lên là rồi mới gây ra xích mích giữa hai người. Vậy là vì sự việc là nuôi chó mà để xảy ra sự việc vậy? Dạ. Rồi hàng ngày á là bà ngoại là hay cho chó ăn. Dạ. Hôm nay là cậu út cho cậu đó, cậu cũng mới ở nhà. Dạ, cốt thường thì ổng hay đi nhậu, ổng khách khi ở nhà lắm, nhưng mà ổng về bình thường là ổng sẽ cho chó ăn buổi trưa với buổi chiều. Nhưng mà bà ngoại em thì bà kêu bà thương chó nên lúc nào bà có đồ, bà hay lâu lâu bà hay quên xong bà đi bà cơm với bà lấy đồ ăn cho chó ăn. Nhưng mà thường vào buổi tối thì đường mưa trơn trượt á, nên cổ em cũng không muốn cho bà đi ra bà cho chó ăn. Nhưng mà bà vẫn đi ra bà cho chó ăn nên cổ em mới tức cái vụ đó, mới về mới gây chuyện với bà ngoại em. Tội bà ngoại quá. Vì nuôi hai chú cún mà cái cậu thì cho ăn rồi, còn ngoại thì không biết thì cho ăn thêm thì cứ xảy ra sự việc đúng không em? Dạ. Chứ ngoài ra là đâu có chuyện gì đâu đúng không? Dạ không. Tại do cũng là do cái chất rượu bia đó, nên em ra cái là mất bình tĩnh, lý trí, mất bình tĩnh rồi xong rồi cái lúc có rượu vô không có suy nghĩ nên nông nổi đó. Dạ. Thì lúc mà anh cũng theo trên truyền thông á thì lúc đó là chắc dùng dao đã gạch cổ ngoài xong là anh cậu đã giục dao tại chỗ rồi đi đâu nữa em? Dạ, ông đi ra bè ngoài trời đó ngồi. À, dạ. Làm như là không chuyện gì xảy ra vậy đó hả? Dạ, ông có thánh thôi. Dạ.
Rồi lúc mà bị bắt vô là anh còn tỉnh táo không? Là... Dạ cũng hơi sai, chứ không sai lắm. Điều thương người trong gia đình hay là xảy ra cái sự việc rất là đau thương luôn. Khi ra nơi cậu lớn cậu thứ mấy? Dạ cậu Út, thứ Út, thứ Tam. Còn Út là ở chung với bà luôn hả? À? Dạ ở chung, gia đình ở chung. Dạ. Gia đình mình là tổng cộng ở chung với nhau mấy người? Dạ ở người thứ năm là mẹ em, với người thứ sáu là hai vợ chồng người này, với lại người cậu Út là ba người ở chung. Như hiện tại giờ mà bà nội đã mất đi rồi, rồi ai ở nhà này là ai ở? Dạ là dạ. Chủ nhà là người thứ sáu. Ủa chú ở là chú ở chung với nghe là ở đây luôn, ngủ ở trong, ngủ trong cái phòng. Thế còn người cắt cổ bà nội là ngủ ngoài, dạ, ngủ ngoài đó. Ngủ ngoài đó. Nó dọn ở ngoài thôi. Dạ. À. Nó ở ngoài đó. Nhà mình đang sửa chữa sao chú? Mới sửa chữa. À. Dạ. Trong đợt dịch nữa nên rồi bà con cô bác cũng không có ai đến viếng. À. Dạ. Em nhỏ này chị cũng chứng kiến luôn hả? Chứng kiến vụ gì của em? Dạ. À. Rồi cái lúc xảy ra sự việc vậy em sợ không? Dạ sao? À. Tới giờ còn ám ảnh trong người mình không? Dạ không. Cái lúc bà ngoại mà khi bà ngoại đã bị cắt cổ vậy đó rồi thấy máu với bà ngoại dãy vậy đó, rồi em có la lên không? Có la cho dạ, mọi có, người chạy tới có không? Có kêu mọi người với lại kêu ông ra. Vậy là em có kêu la lên để cho mọi người chạy tới ha? Dạ. À. Giờ là chuẩn bị là ngày hôm nay là 13 giờ ngày hôm nay đem chôn hả chú? Ở đem thiêu hả chú? Dạ. Dạ chú ơi, thì cho con hỏi, xin phép hỏi. Như trong gia đình mình vậy đó, rồi vợ con của cái người cậu này á, là giờ là chia tay đâu hả chú? Chia tay hồi con nó còn nhỏ, là nó đi đám có con nó đi đó, nhỏ áo đen đó, dạ. Con gái nó đó. Dạ. Rồi nó sống cũng nó cũng đi mần nơi này nơi kia vậy đó, chứ không phải là nó ở đây đâu. Hồi đó giờ thì nó cũng ít ở lắm, nó đi mần đầu này đầu kia vậy đó. Rồi bà ở nhà cũng có mình với chị thứ năm thôi. Rồi mùa dịch này nó mới về nó ở chung lâu nè, chứ thường ngày nó cũng đi làm ở đâu. Vậy là cứ anh cái người cậu đó là nhậu giống như nhậu ghiền hả? Nhậu nói chung là tôi đi làm á, tôi đi làm năm nay cũng là 15 năm rồi. Dạ. Thì nhà cửa tôi ở đây á, hồi đó là chưa có sửa rồi mấy là dịch mà ở Bình Dương á. Dạ. Dịch thì có con nít đông. Dạ. Rồi tôi mới về khoảng 3 tháng nay. Dạ. Làm gì sửa nhà sửa cửa. Là ở chung với bà già, hồi đó đi thì để nhà cho bà già. Yeah. Thì nó đi mần ở đâu thì nó không có chỗ ở thì nó về đây nó ở với bà già. Còn nhà tôi thì để cho về tôi sửa sang được cho bà già bà ở, rồi tôi đi làm vậy đó. Yeah. Thì có mùa dịch này tôi mới đem 5 đứa cháu về. Yeah. Rồi về mới ở đây chứ đi làm ở Bình Dương. Rồi vợ chồng tôi về đó mới có 3 tháng nay thôi. Thì nó hồi đó giờ nó nhậu nó quậy quạng này kia, mình đi cũng mười mấy năm rồi mình đâu biết tính tình làm sao. Dạ. Thật tình là về tôi ở 3 tháng nay thì nó không có quậy với vợ chồng tôi gì hết. Dạ. Cũng bình thường vậy đó. Ăn cơm nhiều khi có gì ăn nó cũng, anh em cũng ăn bình thường vậy. Dạ. Mận gì thì nó ấy nó cũng phụ mận đồ vậy thôi chứ anh em không có mít lòng gì hết. Dạ. Từ bữa bà xảy ra vụ việc vậy đó chú, thì cái nay cũng 2 ngày rồi đó, thì bên hiện tại gia đình mình đó thì kinh phí để làm tang lễ này kia nọ có không? Thì cũng có, nhà thì cũng có mua thiếu mua đựng được cũng làm. Dạ. Cho lo cho bà già chứ. Nhà giờ 5 đứa cháu mà thất nghiệp 3 tháng rồi. Dạ. Đâu có mặn gì đâu được đâu. Dạ. 5 đứa cháu này bây giờ con ở trển thì giờ công ty nó cũng cách ly con ở trển mặn không được. Dạ. Rồi đem mấy đứa cháu này về đây chạy dịch đó. Dạ. Về đây cũng đâu có mặn gì ra tiền đâu. Dạ. Thì có mấy gốc dừa đó, lâu lâu bán mấy quà dừa nạo đó, mua sữa, mua sùng đồ thêm vậy. Yeah. Rồi mượn anh em, người ta thấy vậy rồi người ta cũng cho mượn. Yeah. Cho mượn rồi hết dịch trả. Yeah. Chứ giờ nó 5 đứa cháu rồi nó khổ. Yeah, công việc của chú ở trên Bình Dương là chú làm công việc gì chú? Cũng đi mai. Đi con làm công ty mai. Làm công ty mai, mà mai cho tư nhân. Yeah. Còn con thì nó làm cho công ty. Yeah. Rồi mình bằng tư nhân thì mình vừa nghe dịch dợm dợm bệnh trong thành phố trước rồi. Yeah. Bình Dương thì nó chưa, vừa dậm dậm qua tới Bình Dương là tôi về rồi. Yeah. Thì vừa về khoảng chừng nửa tháng gì đó là bắt đầu nghe tên Bình Dương là có phát bệnh rồi. Yeah. Thì cũng, nói chung là chú cũng
nghe tin là dịch bệnh đó giống như đợt hai đợt rồi nên cũng phòng thủ sẵn có nít. Rồi lúc mà về bà thì ở nhà tối ngày bà ở nhà không hả? Bà ở nhà không có làm gì. Dạ. Ở nhà vậy đó. Con cháu nhà giống như là lâu lâu vậy hay cho tiền bà vậy thôi ha. Thì vừa ở nhà bà cũng để cho bà già thì bà đốn bà xài hàng vụ lửa nước mắm vậy đó. Dạ. Đây thì được có mấy gốc dừa đó. Dạ. Để cho bà bán bà tuổi già. Dạ. Thì đó bà cũng có mình bà với nhà với bà chị bà cũng đi mần đặt lú đặt này kia vậy đó. Dạ. Cũng sống lây lắc qua ngày vậy đó. Dạ. Nhà tôi thì cũng khó khăn là năm đứa cháu vậy đó, nhỏ nhỏ còn hai đứa ngủ nữa. Dạ, hai đứa sanh đôi nữa. Dạ. Cặp sanh đôi. Dạ. Nó lóc nhóc vậy đó, cháu nội cháu ngoại năm đứa. Rồi giờ con cháu mình phải ẩm chạy chứ mình đâu có dịch mà về quê mình mới khỏi dịch vừa vừa nghe thì cũng có bè bạn ở trên làm việc đó. Dạ. Nó có con nít thì phải về quê chứ ở trên này chừng tháng hai tháng là chừng gì không được. Dạ. Nghe vậy thì thôi về. Dạ. Về. Dạ. Giờ mà người trong nhà đỡ xảy người trong nhà mình làm hại đến ngoại gì đó rồi chú trong lòng chú cảm thấy sao chú? Nói chung là tôi năm nay cũng 55 tuổi rồi. Dạ. Chưa có chứng mắt mà để thấy những cái công việc đó thấy là nói chung là giờ con người tôi là nó kỳ cục lắm, nó làm như là nó lẫn lơ nó làm như người mình nó giống như mất thần á, mất cũng như dạ. Bởi vì mình đã ôm trong mình, đã chết trong mình mà. Yeah. Máu me này kia cũng nói chung mình cũng đau lòng. Yeah. Hả? Mà ngược lại là con người trong nhà nữa, chứ không phải là người dân khác lạ gì á. Bây giờ bên pháp luật vậy á, rồi chú nghĩ sao? Thì bây giờ nói chung em thì mình cũng thương mà bây giờ nó làm chặt pháp luật xử lý nó thôi chứ bây giờ mình đâu có binh vực gì được. Yeah. Nói chung mỗi một người chặt thì không thể nào mình binh được. Mình binh những cái người binh trúng á, thì mình binh chứ giờ tất chặt thì phải để nhà nước người ta xét thấy người ta phải xử lý theo pháp luật đó của nhà nước rồi bây giờ mình binh cũng đâu có được sinh sổ cũng đâu có được đâu bởi vì chặt mà trong đời tôi thấy là chỉ có cái vụ án này là tôi thấy tôi tối tăm bề mặt hết chú là người chứng kiến mà chú là người ẩm bà ngoại để đi ẩm đi cái lúc mà chú chạy ra vậy á là chạy ra bà còn la thì mấy đứa này nó la là tôi chạy ra là bà còn bình thường lắm mà chỉ máu là nó giọt thôi. Dạ. Tôi bay vô tôi ôm vậy nè ôm đừng cho máu nó chảy nữa. Dạ. Mà tôi bệnh về mà sao mà nó vẫn xì ở mấy kẻ tay nè cách đó là mình nói chung là tay chân mình không còn cảm giác nữa đâu. Dạ. Mình chỉ là la thôi. Dạ. La ai giúp được thì giúp mà ở đây nhà thì nó thưa. Dạ. Mà giác đó nói chung thì nó đây là nó đối xử ra trộm sớm sao mình không biết mà tôi la cái đó mà không ai lợi. Dạ. Chắc nhiều khi người ta lợi người ta cũng sợ thôi là sao đó chứ không lẽ người ta không nghe đâu phải không. Dạ. Bây giờ công an á người ta ở gần dạ. Công an ấp người ta gần người ta chạy qua người ta tiếp tế phụ. Dạ. Là người ta có công an lợi là mình cấp đó mình mới dưỡng tinh thần được. Dạ. Là cũng như có thêm một người nữa là mình thấy con người mình nó nhẹ nhõm rồi. Lúc đưa bà đi đưa xe máy hay đi xe cấp cứu? Đi xe cấp cứu. Dạ. Xe cấp cứu là đưa bà lên đi xuống nửa đường là tôi nghĩ chắc là bà hồi qua cái cầu đó là bà hước dạ. Tôi nghĩ bà đi vào đó. Vậy là giống như là chạy mất máu quá nhiều. À. Bà đã ra đi. À. Cái đó là không có cứu được nữa tại cắt cắt cổ là không bao giờ cứu được nữa. À, không biết nó sâu cạn mà về đây công an đồ lên mai thấy dài lắm. Dạ. Đó nói chung mình cũng cái dao đó là lấy dao từ dưới bếp lên hả cho dao nó làm đồ ăn hàng ngày đó. Dạ. Dao nó cũng bén. Trời ơi dao đó bén lắm. Ừ. Dao nó cũng dài vậy. Dạ. Không biết nó nghĩ gì sao mà nó làm nhậu bởi vì người ta nó nhậu vô biết rồi nó cuồng trí nó làm sao mình cũng không hiểu. Động cơ nào nó làm vậy? Thì hiện tại bây giờ là nhà mình thì trong cái đợt dịch này đã hết kinh phí. À. Rồi xong rồi xảy ra sự việc vậy nữa thì mình có đủ điều kiện kinh phí để mình gán cái chăm chút để mình nợ khắc nợ lại để mình lo cho bà trước. À. Sau rồi qua dịch rồi lúc đó mình mới đi làm mình trả lại nợ. À. Yeah. Nói chung bữa đó là điện thoại cũng không có tiền luôn. Yeah. Điện thoại hết tiền cũng mấy ngày rồi, thành ra là điện thoại cũng không có liên lạc gì được, cũng như cục sắt vậy thôi. Dạ. Chỉ có la làng thôi. Dạ. Thôi mà điện thoại đừng hết tiền á, thì mình điện chỗ này chỗ kia thì chỗ quen của mình á, anh em dòng họ thì có thể giờ nào người ta cũng chạy. Dạ.
Còn ở xóm mình la nhiều khi người ta cũng sợ. Ví dụ nó không biết nó làm sao mình la không ai tới. Thì nói chung người ta cũng sợ. Nói chung là đang dịch đó. Ta cũng sợ ngại. Thành ra là đâu có ai, chỉ nhờ công an rồi người ta lại người ta báo xe cấp cứu rồi lại với phần xe cấp cứu ở gần ở đây nữa. Dạ. Nó mới nhanh vậy đó mà còn cứu quả không kịp. Dạ. Chạy là đưa đi liền. Dạ rồi, cảm ơn chú nhiều.